Thưa quý vị, một vụ đánh bom bằng xe tự sát tại khu vực phía nam Syria, tin từ Damascus. Hôm thứ Tư ngày 24, một chiếc xe bom phát nổ tại khu vực phía nam thành phố Damascus, giết chết 6 thường dân và làm bị thương 20 người khác. Cơ quan ngôn luận chính phủ thông báo sự việc tấn công trên và chưa biết lực lượng khủng bố nào đứng ra nhận lãnh trách nhiệm. Nhân viên đặc trách an ninh tại thành phố nói rằng đây là một cuộc tấn công bằng xe bom điều khiển từ xa do thành phần phá hoại và khủng bố tổ chức. Quận Đáp Arnsok là khu vực có nhiều dân chúng qua lại. Theo báo cáo mới nhất, đã có 6 thường dân bị tử vong và hơn 20 người khác bị thương. Trong khi đó, lực lượng vũ trang tự do Syria tố cáo nhóm phiến quân Afghanistan có liên hệ mật thiết với lực lượng khủng bố Al-Qaeda, tổ chức cuộc tấn công trên. Nhóm thánh chiến Tawhid và Jihad chính là những thành phần chủ mưu. Cuộc đánh bom được mô tả như một món quà dành cho Tổng thống Bashar al-Assad. Quốc gia Syria với sự bỏ ngỏ về an ninh tạo cơ hội cho các phần tử phá hoại và khủng bố quốc tế xâm nhập. Một quan chức chỉ huy quân sự cao cấp trong lực lượng vũ trang tự do Syria khuyến cáo Syria sẽ nhận nhiều cuộc tấn công tương tự trong mùa lễ Eid al-Adha. Đại sứ Liên Hiệp Quốc Brahimi nói rằng chính phủ Syria đã đồng ý tiến hành kế hoạch tạm ngừng các cuộc giao tranh quân sự. Nhưng chính phủ Bashar al-Assad trả lời rằng tất cả hoàn toàn phụ thuộc vào các quyết định từ ban tham mưu quân sự Syria.